Mình xin giới thiệu đây là món sò bần của người Hoa và người miền Tây Sóc Trăng, Cần Thơ nấu cho ngày Tết. Mình bắt đầu với những nguyên liệu sau đây nha các bạn. Trong cái nồi sò bần này á, nó có cái món bạch quả đó các bạn. Ở chợ nó có lột sẵn rồi nó bán. Mình để vô nó rất là ngon. Nhưng mà sau cái phần giới thiệu á, là mình quên cho nên mình bỏ thêm. Đây là phần rau. Thì nó có nè, củ sắn nè, sắc hột lựu nè, củ cải trắng nè, bắp cải nè, cà rốt nè. Với lại cần, mà mình không có cần tàu thì mình xài cần này, nó miễn nó thơm là được. Rồi rau thì mình có kheo với cải, lá cải bàng nè các bạn. Thì ở Việt Nam á, nó là cải rổ với cải bẹ xanh rồi đó. Với lại cần mà cần tàu. Thì ở đây mình có những cái món vegetable để một lát tới cuối cùng mình xào các cái hột này bỏ vô hết rồi. Là mình đi xào cái này bỏ vô. Thì từng tự mình sẽ chỉ. Có một cái là cái chân vịt này nè, với cánh rồi đó mình rửa ngày hôm qua. Rồi mình sơ chế, mình rửa rồi mình luộc lại, bỏ cái nước bọt dơ rồi hết. Rồi mình ướp rồi mình xào lên 10 phút. Xong rồi mình đổ nước dừa vô, mình nấu 20 phút. Miếng cánh vịt này mình thấy vừa tới là được rồi. Rồi vớt cái củ sắn này với lại cái táo này ra bỏ. Rồi bắt đầu xào vegetable, xào đậu phộng với lại hột sen nè. Với lại củ cải trắng nè, củ cải, củ sắn rồi đó là mình bỏ vô trước. Cà rốt là những cái loại cứng. Rồi cuối cùng mình mới bỏ mấy cái này vô nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình vớt nó ra hết. Ngày hôm qua đó mình ướp cái này trước, các bạn nên rửa muối nè, rửa qua rượu cho nó sạch rồi luộc nó lại, vớt hết bọt ra thì cái nước nó rất là ngon. Là đó, cánh vịt, cánh gà, cánh vịt với lại chân vịt nó vừa tới đó các bạn, đừng có để mà nó lâu quá, nó gần hồi mình bỏ đồ vô nó rượu quá cái mình hâm lại nó hết ngon đó. Vớt hết ba cái cánh vịt đồ ra, vớt luôn vừa củ sắn với lại táo tàu đồ, táo rồi mình để cho cái nước nó ngọt đó, mình vớt hồi mình bỏ cái táo với củ sắn hết. Sau khi vớt hết đồ ra rồi thì mình bỏ nước súp, nước dừa đồ vô cho nó hơn 2/3 nồi để mà bắt đầu bỏ cánh vịt trở lại để hầm 20 phút. Đây, sau khi mà mình rửa hết các cái loại vegetable đây các bạn. Đó, là mình và đậu phộng. Là có đậu phộng nè, cà rốt nè, củ cải trắng với lại củ sắn. Mình xào trước, mình xào trước để đổ vô nồi. Tại vì mấy cái thứ này cứng lắm. Còn các bạn có dầu tỏi trước, là mình có dầu tỏi thì mình đổ dầu tỏi vô. Còn không có thì mình đổ dầu thường với lại củ hành vô. Muốn bỏ thêm thì bỏ. Và bỏ thêm một chút tiêu để cho nó thơm cái nước, rồi mình xào nó, mình đổ vô trong tất cả các cái loại vegetable mình phải xào lên, nó mới không có hư cái nồi. Xào rồi nêm chút muối cho nó vô, nó vô đây. Xào chung với lại đậu phộng, xào mấy cái này đổ vô trước. Tại bữa nay mình ngâm đậu phộng với hột sen nó hơi mềm cho nên mình không có thể đổ vô một lượt với lại củ sắn được. Tại vì đổ vô nó sẽ bị nát. Cho nên mình đổ trước vô như vậy. Xin nêm vô đây một chút muối các bạn. Nêm một chút muối như vậy để chi? Để cho cái nồi mình ăn nhiều ngày nó không có hư á. Sau khi mình xào sơ nó vậy nè, cho nó thấm muối với đường rồi thì mình đổ nó vô. Đó, cái này xào luôn, sơ một chút xíu rồi mình chút xíu nữa mình đổ sao vô. Đậu phộng với hột sen. Đậu phộng với hột sen các bạn ngâm qua đêm á. Sáng mình luộc chừng nửa tiếng tới tiếng là nó mềm dữ lắm rồi. Để cho nó mau chín á. Đó,
cho chút xíu muối vô. Xào luôn cái mỏ củ hành, chút tiêu vô. Rồi xào luôn cái bắp cải này để hộp mình bỏ sau nha các bạn. Cái này là cần. Cần với bắp cải. Có cải nào thì bỏ vô cải đó. Cái món này là giống như người ta sau khi người ta ăn tất niên đồ xong đó, thì nó rất là nóng, dầu mỡ nó rất là nóng, thì người ta ta mới nấu cái nồi này để ăn, để cho mà nó tiêu quá tốt, nó nhượng trường đó các bạn. Để một chút muối vô. Có được thấm được cái dầu với cái muối ở trong này thì nó không có dễ bị hư. Mình cũng có thể thêm một chút nước này vô để cho nó dễ nóng lên, cái nước sốt ở trong nồi. Rồi cái này thì khi mà mình thấy được ba cái thấy được cái củ cải nó mềm, củ cải, cà rốt với củ sắn nó mềm một chút trong vòng 10 phút thì mình sẽ đổ cái này vô. Đây là khuôn mực này các bạn. Mình ngâm một con, hai con tùy theo mình thôi. Ngâm nước hồi cho nó mềm rồi mình cắt nó ra thành miếng miếng ra để ngọt. Mình bỏ vô nước súp cho nó cuốn lại, cho nó nước súp nó ngọt rồi nó ngon. Đó, xắt luôn cái rau mực với mình có mớ mực sợi nữa đó. Ngoài cánh chân vịt, các bạn có thể bỏ đồ lòng gà vịt vô, tim gan cật đồ vô để nấu. Sau 15 phút bỏ cà rốt, củ sắn, củ cải trắng vô. Sau khi mình xào xong mình đổ vô. Tại vì cái này mình xào rồi, thành ra mình để 15 phút cho nó vừa chín tới. Bắt đầu mình bỏ cái hột sen với đậu phộng hồi nãy mình xào vô. Tại vì hồi nãy mình nấu nó hơi mềm đó, cho nên mình không có dám bỏ trước. Vô một lượt thì nó sẽ nát. Đó, bỏ nó vô. Xong rồi á, mình bỏ thêm cái mực nè. Mực này là mực mình ngâm nguyên con, mình cắt ra cho nó vô tròn. Còn này là mực xé rồi đó. Mình có cái nào trong nhà thì mình bỏ vô cái đó, bỏ hết cái này vô. Thì một lát mấy cái mực này nè, nó cuốn tròn lại. Mình cắt nó xé xéo nó cuốn tròn lại nè. Đó, mình bỏ cái đó vô. Xong rồi mình bỏ phân nửa cái kim châm này vô. Các bạn thích ăn nhiều thì bỏ nhiều, ăn ít thì bỏ ít. Bỏ trước nó vô cho nó thơm cái nồi.
rồi đồng thời bỏ luôn cái tôm khô với táo tàu. Đây, tôm khô đây. Mình bỏ hết tôm khô này vô. Các bạn nấu cái này nấu thành một cái nồi lớn đó, mà nhà mình nhỏ nên mình nấu một ít thôi. Đó. Đây táo tàu đây. Đây, các bạn bỏ vô luôn. Thì cái này nó sôi thêm 10 phút, 15 phút nữa là được. Nấm mèo với cải thì để sau cùng. Bây giờ mình bỏ mấy cái đồ này vô hết rồi, bắt đầu mình đỏ chiên vịt vô. Hồi nãy chiên vịt là nãy mình nấu rồi đó các bạn. Nhưng các bạn phải luộc xong các bạn phải rửa lại cho nó sạch, rồi mới đem ướp một chút rượu mai với lộ với lại tất cả đường muối tiêu tỏi gì mỗi cái một chút cho nó thấm. Rồi mình sáng ra mình mới đem lên mình xào nó lên. Xào nó lên rồi mình đổ nó vô. Các bạn nhớ là khi mà mình xào cánh vịt mình đổ vô nấu á, là mình nấu bằng nước dừa nha các bạn. Đổ nước ngập với nước dừa vô, một trái hai trái nước dừa. Rồi trong vòng 20 phút cái cánh vịt nó mềm. Đó, bây giờ mình hầm thêm chừng 10 15 phút nữa cho mấy cái loại mà như khô mực đồ đó. Nó với lại chanh vịt đồ nó gục thêm chút xíu nữa rồi là mình bỏ cái cải này chị bắt lại bỏ lên trên mặt. Đó, rồi là được xong rồi với lại nấm mèo. Còn những cái đồ này là hồi nãy đồ la ghim là mình bỏ vô cho nó sôi với cánh vịt thêm chút nè các bạn thấy không? Cái cánh vịt với lại cái chân vịt nó vừa tới thôi. Rồi khi mà mình bỏ đồ vô á thì bắt đầu nó sôi lại một lần nữa là nó vừa tới để mà ăn. Rồi qua ngày hôm sau bắt đầu cái cánh vịt này nó gục hết trơn rồi. Mình ăn mỗi ngày á, mình bút ra thì mình đừng đổ vô. Mình đổ vô cái nồi khác mình ăn dư. Còn cái nào mà nguyên á, thì bữa sau mình hâm lại cho nó nóng lên thì nó không có hư. Còn nếu mà nhiều quá thì các bạn múc cất lên, thấp cà que lên vô tủ freezer đó rồi để ăn dần. Ở bên Mỹ thì ăn lần không hết, nhưng ở Việt Nam thì có anh có em lại nhà chơi lại trong vòng ngày tới 2 ngày là hết rồi. Sau 15 tới 20 phút đó, thì các bạn dỡ ra làm mấy cái đồ la ghim đồ nó cũng là mềm hết rồi đó, với cánh vịt nè không tất cả thì các bạn mới bỏ nêm thêm nước mắm muối rồi cho vừa ăn. Có người thì người ta nêm nước mắm nhưng mà người Tàu á, người qua người ta hay nêm nước tương. Thì các bạn nêm sao nêm, miễn thích nêm mùi vị nước tương thì nêm nè. Mình nêm nước tương vô đó với vàng chút muối. Xà bần thì nó hơi mặn chứ nó không có vị ngọt nhiều, ngọt mặn chứ nếu mà ngọt quá là nó mau hư lắm. Cho nên mình nêm muối với nước tương hoặc là nước mắm, mình nêm mình cảm thấy vừa ăn là được. Đó, vừa hơi mặn là được. Xong mình nêm một cục đường, đường thốt nốt đó các bạn. Đường này nè, mình nêm cái này thì cái vị nó ngọt thanh đó. Rồi các bạn nào thích nêm thêm được bột ngọt thì nêm. Còn này mình nêm cấp, mình nêm ban đầu thì mình đã nêm rồi. Rồi bây giờ mình thêm một chút rượu mai với lộ mà mình ngâm nè các bạn. Đó, một chút rượu mai với lộ này vô đó, cho cái nước nó thơm với lại tai vị một cái tai vị thôi các bạn, một cái tai vị với một miếng vỏ quýt. Đây, một miếng vỏ quýt để cho nó thơm, nó có cái mùi thơm đó. Vỏ quýt với tai vị, một hoặc hai cái tai vị với một miếng vỏ quýt mình nướng lên, để nhiều thì nó đắng, mình để miếng thôi đó. Xong rồi mình cho tất cả những cái còn lại nè, nấm mèo nè, nấm mèo cho nó vô luôn ha.
nấm mèo rồi bây giờ là kiểu như củ cải rồi nó mềm hết rồi đó là các bạn coi nè. Mình để sau 15 phút là nó mềm rồi, củ cải trắng, củ cải đỏ với lại hột sen, táo tàu rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình mới bỏ cái cải vô. Mình bỏ phân nửa cũng được đó các bạn, mình bỏ mình ăn bữa sau mình hâm rồi mình bỏ thêm. Mình để cái này vô tủ lạnh. Còn nếu mà cái nồi nó hơi đầy đó. Đó. Thì các bạn bỏ hết tất cả cái này vô rồi nêm nếm cho nó vừa ngọt mặn. Ngọt mặn là được. Đây. Như vậy là hoàn thành cái nồi xà bần theo kiểu miền Tây, Cần Thơ, miền Tây và người Hoa. Thường thường người Sóc Trăng á, Tết họ hay nấu cái nồi này lắm. Vịt tiềm, một món vịt tiềm với một món xà bần. Nhưng mà năm nay mình có nấu vịt tiềm tại vì nhà có hai người, có hai vợ chồng mà. Nấu ra Tết mình đâu có thể đem cho đồ người ta. Ai nhà ai người ta cũng có đồ ăn hết trơn này. Bây giờ đã hoàn thành cái nồi rồi đó các bạn. Rất là ngon mà rất là thơm. Là cánh vịt nó cũng vừa tới nè không. Chân vịt chứ, cánh vịt với chân vịt. Còn người ta bỏ thêm là gan, tim gà, gan gà đều vô đây. Với cật đều vô đây nhưng mà mình không có bỏ. Mình ở Mỹ mình nấu đơn giản lắm. Chỉ nấu với lại chân vịt mà Tết đó là người ta bán dĩ dĩ rất là ngon. Đó. Xong rồi đó nha các bạn. Còn mớ kim châm là mình bỏ luôn nó vô. Cái nồi xà bần mà không có kim châm nó mất ngon. Kim châm táo tàu. Rất là thơm các bạn. Mình để thêm nè. Có rượu một muỗng, lúc mà mình ướp chân vịt mình đã ướp một muỗng rượu quay ở lộ rồi, bây giờ mình ướp thêm một muỗng nữa. Với lại một miếng vỏ quýt nướng, một hoặc hai cái tai vị là xong rồi đó các bạn. Cuối cùng các bạn bỏ bạch quả vô cho nó ngon. Nó có bán ở chợ đó các bạn. Sau khi cúng mình đổ trở lại nồi rồi mình múc ra một cái tô nhỏ thì cái cánh vịt nó còn nè các bạn. Nè, có cải nè, với lại bắp cải với lại kim châm. Rồi táo tàu. Rồi cái này là củ cải trắng nè. Đó, củ cải trắng, củ cải đỏ. Cải heo. Heo đồ nó thái, thế cải xanh của mình đó. Cái này là cần. Cái này là bắp cải. Nấm mèo. Rồi nãy mình có múc mực nữa. Ăn rồi. Đậu phộng nè. Đó. Nè, thêm miếng nước tương vô đây. Cái hột sen với lại đậu phộng. Đây, cái rau khô mực. Ngon lắm các bạn. Ngọt mà nó vừa mặn. Tại vì xà bần nó phải mặn. Mặn ăn mới táo thì nó thơm. Đó. Đó. Mình ăn vậy nè, mình ăn như vậy sau khi mình ăn đồ chiên xào nhiều quá nó nóng. Bánh tét, hột vịt, thịt kho rồi gà chiên nữa. Để ăn vô cái này nó nhượng trường. Xà bần món ăn của người Hoa với lại dân miền Tây, Sóc Trăng, Cần Thơ. Tết họ hay nấu đó. Mình cúng chung với gà luộc thôi, bánh tét, rồi tôm khô.